안녕하세요. 안녕하세요, 선생님. 말 잘했어요? 조금. 아, có một số chỗ ví dụ lúc nãy lúc mà bạn nghe nói chuyện với bạn Trang á thì một một cái gì hán suy sợ thì mình không có dùng han trong trường hợp này. Ví dụ một thì một cái suy sợ mẹ quên uống si cứ một cái suy sợ. Lúc nãy hỏi bạn bạn Trang á việc nhiều không thì bạn Trang trả lời cái gì đó chị thấy rối nùi luôn. Yeah, 일이 많이 있어요? 일이 많나요? 일이 많나요? 일이 많나요? 네. 와, 뭐, tiếng Việt mình á có nhiều việc không thì mình không hỏi là có 일이 많이 있어요 mà 일이 많나요? 일이 많나요? 네, 일이 많나요? 네. Rồi nói chung là các bạn nói khá tốt rồi đó. Ví dụ hỏi có thường mặc quần ngắn không thì hỏi như thế nào? 자주 짧은 치마를 입어요. 짧은 치마를 자주 입어요. 자주 네. 입어요. 그거 막 thường이 không? 네, 자주 입어요. 아니요. 자주 입지 않아요. 네. Hoặc là không mặc 잘안 입어요. 잘 là giỏi nè, là nhiều, là tốt nè. Nhưng mà 잘 rồi phủ định lại cái 잘 잘안 안. 입어요. 잘안 입어요. Nói là không có thường mặc thường đâu. 네. 이해해요? có cần chị ghi ra cho không? 네. có. Cái đấy chỗ đấy mình dùng ập ập bơi rồi đúng không chị? Nên là mình sẽ không dùng an nữa mà sẽ là chan ập bơi rồi. Kiểu như là bảo có hay mặc không, mình nói là mình không mặc đấy ạ. 잘안 입어요. 아, 네. 잘안 입어요. 자주 입어요. 자주 입어요. 짧은 치마를 자주 입어요. 짧은 치마를 자주 입어요. 아니요. 자주 입지 않아요. 자주 입지 않아요. 자주 입지 않나요? 입지 않아요. Hoặc là 자주 안 입어요. Nhưng mà người Hàn người ta thường ít nói vậy đó. 자주 입지 않아요. 잘안 입어요. 잘안 입어요. 안 입어요. 안 입어요. 이해 가요? 네, 이해합니다. 네. các bạn khác hôm nay có bạn nào nữa nè? Bây giờ hôm nay mình sẽ luyện nói đi ha. Chồng là gì các bạn? Namphiền. Namphiền. Chồng, ví dụ Namphiền nói về Namphiền tôi thì như thế nào? Chồng tôi rất là đẹp trai. Namphiền Chồng tôi rất là đẹp trai. ca Các bạn thấy sai quốc mà không? nè nè chê nam phiền chê nam phiền dịp bơ dụ anh lắm nhầm rồi Hãy chai mà xích sợ Hãy xin chất sợ Hãy xin chất sợ Các bạn học thuộc cái cụm từ ha. Hãy xin chất tà là đẹp trai. Hãy xin chất tà. cô nhà có cái từ nào giống như cái từ ngầu Chan, thank you, chào. Xin chất tà đẹp trai ha. Còn có cái từ là mosita. à mò mò xích tả đúng rồi thông tin nhầm với cái từ ngón Mosita là nó bao gồm có nhiều nghĩa lắm. Ví dụ mosita đẹp trai cũng có nhưng mà gọi là ta nhìn lịch thiệp đại loại là nhiều khi mặc đồ đẹp á, thì mình cũng gọi là mosita nữa nha các bạn. Chê nam phiên ơn chai xin kết sở yo. Chai xin kim nghi ta.
xin kết xung nghỉ ta. xin Nè, vợ vợ thì cái gì các bạn, vợ là gì? anh Anh nè chị anh nè thì nói gì? Vợ tôi rất là đẹp gái. chị anh này đang trai ít Hả? trai diệp hồi Dẹp anh bơi diệp à? bơi À, không phải là trai là dẹp bơi à, rồi. chế à nè nữa Ừ. à chú dẹp bơi à? Dễ bơi Bơi dễ bơi hoặc là ip bơi, cái này chỉ dùng cho văn nói thôi nha. Ip bơi ip bơi chứ à nên nên à chú dễ bơi. Còn ngoài từ đẹp ra thì nói diễn tả về người vợ sẽ như thế nào nữa? Người vợ hiền Hiền nào đó sẽ hiền tập chứ à tờ nên nên hiền như thế nào các bạn? Hiền là gì? Sao nói thành câu luôn rồi? chê án nên vợ Vừa đẹp mà vừa hiền nữa thì nói như thế nào các bạn? Đẹp mà hiền nữa. à chú dập dập ừ cô dập ừ cô chắc ăn đẹp luôn. Khéo, chắc khá ta. Chắc khá ta thành chắc khéo. Kiểu Còn từ là chắc khá ta chắc khéo mình đọc có vẻ như là chắc khéo gì đó các bạn, chắc khéo hiểu nè, chắc khéo chắc khéo. Rồi ngoài chế ạ nên nó à chưa dễ vui cố chắc khéo, ngoài chắc khá ta mình còn có gì nữa diễn tả người vợ? Vợ tôi tóc dài thì nói như thế nào? kim mori À, kin mori kara, kin mori cái đầu ngắn à, kin gì, kin kin kim ừ. kim Mori kara mori kara mori kara à kin mori karaki ngắn là soyo, chay kin mori karaki soyo. Rồi còn gì nữa các bạn? Mắt to to cư 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 khinh nun nun à, khinh cư khinh nun nun cư khinh nun, hoặc là ví dụ mình nói thành câu nuni koyo nun ni coi à nun nuni kuda thành koyo nuni koyo. Rồi gì nữa các bạn? Gì nữa các bạn nhớ ra những cái từ mình đã học xem như thế nào, nhớ từ tiếng Việt thôi rồi nếu không nhớ từ tiếng Hàn chị sẽ nhắc cho. Còn gì nữa nè? Ốp xoay nghe ập á sợ à, vóc dáng thì nhỏ thì nói như thế nào các bạn? thân thân nè À nhớ thinh thinh ha tà là cứng rắn cái gì đó chắc chắn. Khi ca nice khi nice ca khi ca nhỏ là gì? Khi ca chặt cài, yeah. Chặt khi ca chặt tà ha, khi ca chặt tà thì chia thành khi ca chặt cài cayo nè, khi ca chặt cài. Còn ví dụ nói ông chồng bự con thì gì? Kika Kika Kin Koyo Kika koyo, Koyo kika kuta nha, kika koyo, kika koyo. Nuni chakayo, nuni Nuni chặt con nhỏ mắt chặt cayo mắt nè, nhỏ à nè mắt nhỏ. Rồi chủ nhà, ví dụ như chủ nhà, chủ cửa hàng, chủ nhân, tiếng Hàn là gì? chủ nhà chip chuin À, chuin, chuin chuin là chủ nhân ha. Còn ví dụ mình nói vô cái gì với chủ nhà là chip chuin. Chuin, chuin ha. Có chủ nhà là gì? Chủ nhà là gì?
chip chuin chip chuin chuin ipsayo chip chuin chip chuin chip chuin kế tiếp cái gì có chủ gì nữa các bạn, chủ cửa hàng Kake chuin chuin kake chuin ngoài chủ gì nữa các bạn, chủ nhà hàng chủ nhà hàng xích tang chuin xích tăng chuin, chủ gì nữa, chủ thư viện chủ thư viện, tô sơ quan chuin tô sơ quan chuin ha, hoặc là cá nhân ke in tô sơ quan, ke in tô sơ quan chuin, ke in là cá nhân nha các bạn, ke in là cá nhân nha. Rồi kế tiếp chủ thì các bạn cứ nói gì vô, ví dụ chuin thì ở đây có, để lấy một cái ví dụ cho các bạn khác dễ nhìn luôn ha. Chuin rồi cha chuin, cha tông cha chuin, khách là gì các bạn, Sunim, sonim, sonim nói là hôm nay công ty cô tôi có khách. về xa nên Olen chế chế về xa e Khi mà nói về Sunim ipsayo khi mà nói về cái gì chung thì không nói là chê khoe xa mà dùng là u đi khoe xa, à nè nè u đi khoe xa của chung của chúng tôi ha, owner u đi khoe xa đó Sony Miss Owner Uri Khuê Sa Nên cũng được, Uri Khuê Sa Nên Sony Miss Kureso Kureso Mô Mô các bạn thử đặt câu nói tiếp vậy, Owner Sony Miss Sở Sunim이 있어서 파티를 파티를 준비했어요. 있어서 뭘? 파티를 뭘요? 준비 파티. 파티를 파티를 준비 입셔요. 준비했어요. 파티를 준비했어요, 날씨. 네. 반찬 많이 준비했어요? 반장. 반찬. 반장. 반찬 là gì? 먹을 게 많. 반찬 là thức ăn. 아. 반찬. 음식. 반찬 많이 준비했어요? 네, 반찬 많이 준비했어요. 네. 무슨 반찬 준비했어요? 과일입니다. 반찬인데 과일은 과일이에요. 반찬 과일 달라요. 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 다르다. Khác nhau ha. Banchan là món ăn và trái cây là hai cái khác nhau. À, nè Ví dụ banchan các bạn có gì? Banchan, 무슨 반찬 준비했어요? 밥. Kimchi, 김치, 케이크, 케이크, 케이크는 반찬이에요? 케이크 아니요. 반찬 là món ăn á các bạn, món ăn gì? Bánh mình có Nên thể gọi là món nên ăn chào không? mừng. Khi mà banchan là dùng thức ăn để cho mình ăn chung với cơm á. Mình có Bún gì? bún cookie Bulgogi, bul, bul nha, bún bulgogi, bún bul. Bulgogi. cookie Nè, bulgogi. Cái ta mẹ kimbap miyong kimbap phúc. Nè, kimbap. kim miyong phúc Kimbap. Cái ta mẹ miyong phúc con mồi yếu. nemio canh rong biển Nè, miyong phúc canh rong biển. Kim chi chi kè. canh kim chi kim 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 chi. chi
kim chi chi kẻ. Cái tam mê. Ramyeon. Ramyeon. Sony mẹ kẻ ramyeon cho yo. Vậy đi. Party in the. Party에 ramyeon 먹어요. Cưng si. Kima. Mol mol. Musun banchan. 네. 무슨 반찬 준비해요? 채소. 채소. 네, 채소. 쌀국수. 쌀국수는 뭐예요? 간. 쌀 là phở nè, 쌀 là gạo ha. 3 번째, 3 개, 3 개. 3 개 탄. 3 개 탄. 잠시만요. Sai là gì? Sai là gạo ha. Kuksu là giống như là nó làm ra là thành sợi, là bún rồi. Bún phở, những cái mà sợi á của mình á, thì mình phân biệt ra, ví dụ như bánh phở rồi sợi bún thì mình gọi nhiều thứ ha. Hoặc là hủ tiếu mình cũng gọi là, mình có tên gọi riêng, nhưng mà mình gộp chung lại thì mình sẽ gọi là kuksu. Kuksu nhưng mà làm từ gạo thì nó sẽ là sai kuksu ha. Ý hay cài áo sai cúc su thì mình có thể hiểu là bún nè, phở nè. Đó. Cái tà mê, mùi xuân dô đi chuẩn bị hè ô, cưng si. Sam kê thang. À, sam kê thang ơn mùi hè ô. Con na gà hàm sâm. Đúng rồi, sam kê thang. Sam là sam ha, kê là con gà đó các bạn. Con kê đó, sam kê thang. Cái tam mê, các bạn nhớ đi món ăn nhiều vào. Bibimbap. Bún cha. Thóc. Bibimbap. Chăm xin mà nhớ bibimbap. Khi mà chị nói các bạn nghe được cái từ đó thì ok, các bạn lặp lại giùm chị ha. Để chị hiểu là à, các bạn đã biết cái từ đó rồi. Ok ha. Rồi mình bắt đầu qua từ mới. Bibimbap. Bibimbap. Bún cha. Bún cha. Bún cha. Bún chả nên Việt Nam ẩm thực ý gì không? À, bánh gạo hình gì? Thóc kì. Thóc ạ. Thóc bút kì. Thóc bút kì. Thóc bút kì. Păng. 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 Có cả bánh mì mà. Nè, păng. Tiếp đi các bạn. Ăn gì mà ăn nào? Nhớ đi, nhớ từ vựng đi. Cookie samgyetan. Spaghetti. Bibimbap. Bibimbap. Chăm chỉ mà nhớ. Nè. Này cô uống. Gà rán là gì cô nhỉ? Kê. Kimchi. Chicken. Gà là kê. Gà chiên hay con gà rán là gì ạ? Ham su dục nó. Tteokbokki. Tteokbokki ha. Tame moyeo. Thaesi aga mo haseosseoyo? Gà rán ạ. Ham su dục. Chicken. 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 Chicken là thịt gà đó. Mình nhật chicken thì thường nói chicken là ta biết gà rán rồi ha. Chicken. Nè, chicken. Pizza. Ngoài đó, pizza. Pizza. Nè, pizza. Cái tam mê. Spaghetti. 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 Cái tam mê. Ham su yuk. Nè. Thang su yuk. À, thang su yuk. Thang su yuk là mùi ớ. Hình như là món sườn chua ngọt hay sao? Thang su yuk. Thang su yuk chị nhớ là món món nấu hầm cay mà. Dạ, em tưởng nó sườn chua ngọt. Thang su yuk. À, sườn xào chua ngọt quá dữ luôn. Thang su yuk. Sườn xào chua ngọt. Cái ta mê.
Các bạn nhớ món đi, nhớ món đi. Món tiếng Hàn mình nhớ được cái gì? Yêu bố xeo. Nè. Nè. Khăn bù thẳng. Nè. Món súp sườn bò ấy cô. À, kalbi, kalbi. Khăn bì thẳng. Kalbi thẳng. Kalbi thẳng. Từng 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 nha. Từng từng từng. Cái ta mê umdiu su chuẩn bị hết rồi. Nè, chuẩn bị hết rồi. Umdiu su chuẩn bị hết rồi. Có uống rồi không cô? Đúng rồi. Umdiu su. Để tắt cho bố xe đó. Chút xíu. Rượu là gì nhỉ? Umdiu suru chunbi hessoyo. Đấy. Sul. Cái ta mê. Mekchu. Mekchu. Cái ta mê. Chusu. Mul. Ta mê. Mul. Mul. Cái ta mê. Orange juice. Nước cam, xa qua nước ép táo nè, xa qua chu sử, xa qua chu sử nè, nước ép cam, orange chu sử, orange chu sử nè, nước ép nho, photo chu sử. À, photo juice. Rồi nước chanh. Lemon juice. Rồi nước gì nữa? Cà phê có. Quýt juice. Chà đá. Chà. Nục chà. Tạm xin mình nhớ. Để chị tìm cái tử này. Rồi, trà đúng không? Trà đá là gì? Ninh trà. Ninh trà. Ninh trà. In some. In xăm trà. In xăm trà. Ninh trà. Ninh trà là trà đá ha. Ninh trà là trà đá. Rồi in xăm trà. Rồi của mình là gì? Nục trà. Trà xanh á. Để gì nữa? Coffee. Rico. Nước ngọt có ra. Nước ngọt có ga thì mình sao ta? Pepsi. Cái này chị ghi lại nha. Pepsi. Cola. Pepsi. Cola. Chữ Pepsi không biết chị biết đúng không, lát để chị kiểm tra lại. Ngoài ra gọi chung nước ngọt có ga là Thanh San Ưng Rượu. Thanh San Ưng Rượu. Thanh San Ưng Rượu. Uống Thanh San Ưng Rượu. Thanh San Ưng Rượu. Học từ đó đi. Thanh San Ưng Rượu. Đây. Thanh San Ưng Rượu. Nó không phải là Pepsi mà là Pepsi. Pepsi nha các bạn. Pepsi. Đó, Pepsi. Pepsi, Cola, Thanh San Ưng Rượu. Còn một cái mà người Hàn cũng hay sử dụng nữa là soda. Soda. Soda su. Soda su. Soda su.
Sotasu, đây là người Hàn rất hay sử dụng nha. Sotasu, sotasu nước soda của mình đó nha các bạn. Gì nữa các bạn, còn gì nữa không? Đủ chưa? Kansik, kansik mình còn chuẩn bị nè. Kansik là gì, có cái gì các bạn? Ăn vặt. Than kansik, đồ ăn vặt phải không cô? Cake. Ice cream. Rồi chị nghe vừa nói gì? Cake. Còn gì nữa không? Khoai. Sa quả là khoai rồi. Khoai là muốn xin khoai nì sợi ớ. Sa quả. Banana. Né? Banana. Chứ không phải tiếng Anh banana. 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 Nè. Tay cụ. Photo. Đây nha, banana nè, ha. Photo. Gì nữa? Tai ki. Có gì nữa các bạn? Khoai. Orange. Trái cây mình có gì, mình học trái cây. Lemon. Chanh hả? Chuẩn bị chanh hả? Không, đây đừng nói về khoai mà. Khoai để trong ăn cái này nè. Long là gì hả cô? Măng cụt. Thanh long ạ. Dung quả. Nhãn là lâu ngàn. Măng cụt. Măng cô là xài. Mango. Măng cụt. Kiwi. Kiwi, mấy đứa nói tiếng Anh thôi. Kiwi. Còn gì nữa không? Rồi ăn chán miệng đó, còn gì nữa các bạn? Su bát cái gì nữa? Ăn chả. Sữa. Sữa chua. Đi chơi thử. Này các bạn ha, là đồ gọi là tráng miệng nè. Teacher thư là tráng miệng ha. Teacher thư. Dâu là cái gì? Sữa chua. Yogurt thư. Để chị tra từ điển nha. Mấy cái tiếng Anh qua là viết dễ nhầm đó. Yokurutu các bạn. Đúng rồi. Yokurutu mà trời ạ. Ta nè. Khoa trà là gì? Dạ, bánh quy. Bánh quy, bánh ngọt đó ha. Dạ, butter cookie. Nè. Butter cookie, bánh bơ cô. Butter cookie. Gì sao em cũng không nhớ nữa. Hồi lâu em thấy trên cái hộp bánh nó có ghi á. Ok, rồi kế tiếp ha. Ok, mình tới đây đi, mình qua từ khác ha. Rồi. Mời là gì các bạn? Chute hata. Tôi nhận được cái lời mời của bạn nghe thì nói thì sao? Chute hết trời ồ. Nga xie ke chute rồi patasseo. Chô tê rớt bát tát sợi ô. Khi mà ăn, ví dụ trước khi ăn mình sẽ nói câu gì các bạn? Chai mô cơ sợi ô. Chai xí em bô sợi ô.
잘 먹겠습니다. 네, 잘 먹겠습니다. 냐, 먹겠냐, 사야냐. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Sau khi ăn xong. 잘 먹었습니다. 아, 잘 먹겠습니다. 어려워요, 쉬워요? 쉬워요. 네, 쉬워요. Nói hôm nay là sinh nhật của em trai tôi. 오늘은 제 동생이에요. Hả? 제 동생 생일이에요. 아, 오늘은 제 동생의 생일이에요. 동생. Có cần chị ghi lại không? Có. 오늘은 제 동생. 제 동생의 생일. 생일이에요. 이에요. 아, mình tiếp tục cái nói cái câu này. Hôm nay là sinh nhật của tôi. 네. 오늘은 제 생일이에요. 아, 오늘은 제 생일이에요. 아, nó hôm nay là sinh nhật của em gái tôi. 오늘은 제 em gái 여동생의 생일이에요. 아, 오늘을 제 여동생의 생일이에요. Nó hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi. 오늘은 제 오빠의 생일이에요. 아, 생일이에요. 생일이에요. 네. Hôm nay là sinh nhật của bạn trai tôi. 오늘은 제 남자친구의 생일이에요. 오늘은 제 남자친구의 생일이에요. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi. 오늘은 제 여자친구의 생일이에요. 제 여자친구의 생일이에요. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái của em trai tôi. Bạn gái của em trai tôi. 아, 오늘은 제 동생의 bạn gái của em trai tôi. Bạn gái. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái của em trai tôi. 오늘은 제 동생의 여자 친구 생일이에요. 네, 잘했어요. 오늘을 제 동생의 여자친구의 생일이에요. 이해가요? 오늘 제 동생. 오늘을. 거 관계가요? 네. 제 동생의. 거 관계가요? 네. 쉬워요. 그러면 얘나. 제 동생. 에. 아. Bỏ e cũng được, sử dụng e cũng được ha. Chế tông xe nghe. Chế tông xe nghe. Giờ cha chinh cụ. Giờ cha chinh cụ xe nghe đi ẹo. Chinh cụ xe nghe đi ẹo. Ồ nên chế tông xe nghe giờ cha chinh cụ e tông xe nghe ẹo cũng được. Ồ xe nghe đi ẹo cũng được các bạn ha. Nói hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Ngày mai đi. Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi. 내일은 제 엄마 생일이에요. 아, các bạn chú ý ha. Nói mỗi lần nói thì nói một bạn thôi ha. Để cái nhiều khi không có nghe được bạn khác nói, không có sửa được của bạn khác ha. 내일을 như thế nào? 제 엄마. 엄마의 생일이에요. 아, 생신. 생신. 이에요. 입니다. 생신 nha. Tôn kính ngữ của sen in là sen xin nha. 네. Rồi. Ngày mai là sinh nhật của bố tôi.
Dạ cô ơi, cái này mình dùng sen xin xe yo đúng không cô? À, sen xin sen xin xe yo cũng được, sen xin im ni tà cũng được, sen xin y y xe yo cũng được. Sen xin y xe y xe yo đúng hơn xe yo sai. Dạ vâng. Sen xin, thật ra khi nói em dùng sen xin xe yo thì người ta nghe người ta cũng hiểu chứ không không phải là không hiểu, nhưng mà nó không đúng thôi. Dạ vâng. Tại vì nó mất chữ là ha. Dạ. Để. Rồi gì nữa các bạn, hôm nay là sinh nhật của bố tôi, nói cho lên nè những cái câu dễ này để luyện cho các bạn nói thôi. 내일은 제 할아버 아버지의 생신입니다. 아, 생신입니다. 제 아버지의 생신입니다. Vậy thì nói chúc mừng sinh nhật bạn mình nói như thế nào? 생일 축하해요. 생일 축하해요. Có gì nữa? 생일 축하해 cũng được, nếu là bạn thân. 생일 축하해 bỏ vô ha. 네. À, nếu mà người mà lớn hơn mình chút xíu, của anh trai gì này kia đó, thì mình sẽ nói như thế nào? 생신 축하드립니다. 아니요. 생신 là dùng cho chú, cho bác, cho cha, cho mẹ, thuộc giai vế lớn, cô chú là cỡ đó đó. Còn ví dụ anh chị thì vẫn dùng 생일 ha. 네. 생일 축하합니다. 생일 축하해요 언니. 생일 축하해요 오빠. Ok. Còn nói mà chúc mừng sinh nhật cho người ví dụ gọi là gì, chúc mừng sinh nhật bố thì nói như thế nào? Mình gọi là 아버지, 아버님. 아버지, 아버지. 생일 생신 축하 드립니다. 아, 축하. 아, có thể dùng 생신 축하합니다 cũng được ha. 아, 축하 드려요. 드립니다. 드립니다. 더 xíu. Ví dụ như cô chú gì đó 축하 드려요. 드려요. 축하드려요. Có chỗ nào không hiểu hỏi chị nha. 네. 네. 아버지 생신 축하드립니다. 생신 축하드려요. 생일 축하합니다. Đều được hết ha. Đây là người thân rồi. Ví dụ như mình chúc giáo sư, kêu sư nim. 생신 축하드려요. 생신 축하드립니다. 이해가요? 네. 교수님. 교수님. 축하드립니다. Những cái câu này thì mình sử dụng nhiều nè. Hoặc là chúc mừng giám đốc thì như thế nào? 사장님 생신 축하드립니다. 네, ví dụ người giám đốc đó lớn tuổi thuộc đáng cô chú thì 생신 축하드립니다. Hoặc là nếu mà sếp mà chỉ lớn hơn mình thôi, độ tuổi 30 ngoài 40 thôi, 생일 축하합니다 ha. Rồi, hiểu chưa các bạn? À, khi mình dùng tới cấu trúc là te nha, khi cái gì đó ül hoặc là ri ül te. Khi mà bị đau thì hãy uống thuốc này. Các bạn đừng nhìn sách nha, các bạn luyện nói đi. 아프대 이 약 먹어요. 먹으세요. 아. Bạn nghe có một cái chỗ nè, 아프 아프대 là không phải. Mặc dù cái em viết thì em sẽ viết đúng đó, nhưng mà em đọc thì nó mất cái chữ full á, nghe nó mất chữ riên ở dưới rồi. 아플대. 아플. 아플 때 이 약을 드세요. 이 약을 먹으세요. 아플 때 이 약을 드세요. 아플 때
이 약은 먹으세요. 이해가요? 이 약은 먹으세요. 네. Hoặc là khi mà đau á, khi mà bị đau á, khi mà bị cảm á thì hãy uống thuốc. Như thế nào? Thôi tệ. Nè. Cảm là gì? Cảm khí. Cảm khí colida. Colida thì như thế nào? Cảm khí colite. Colite. Hãy uống thuốc. Đi giặt cơn tư xe ô. À, giặt cơn. Giặt cơn. À, phải uống thuốc thì như thế nào các bạn? Học cấu trúc phải chưa? Mà, à, mọc cơ mọc mọc cơ giá 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 ví dụ mọc cơ giá heo. Ờ, như chị nhớ học rồi đúng không? Mọc cơ giá heo. Cảm chia colinde. Xin lỗi các bạn nha. Colinde. Cảm chia colinde. Dạ cứ mọc cơ giá heo. Rồi khi gì nữa các bạn? Khi đau bụng. Khi đau bụng thì hãy uống thuốc. Thế bao giờ? Thì cả 아플 때 약 먹어야 해요. 배가 아플 때 약을 먹어야 해요. 이해가요? 네. 네. Khi ăn cơm á thì đừng có nói chuyện điện thoại. Hoặc hoặc cứ mọc cứ tè. Ha, mọc cứ tè không ha, mọc cứ tè không ha. Cứ mọc cứ tè. Mọc cứ tè. Mọc cứ tè. Hoặc mọc cứ tè. Chọn hoa ha, chỉ masio. À, đừng có điện thoại. Chọn hoa. Hachimaseo. À, ví dụ chân hoa. Hachimaseo. Chân hoa. Hachimaseo. Đừng có nhận điện thoại thì nói như thế nào? Chân hoa rư bạc tư chi mà xe yo. Bạc chi mà xe yo. Chứ không phải là bạc tư chi mà xe yo nha. Bạc rư mọc cư tê. Chân hoa rư. Bạc. Gì? Chi mà xeo. Bạp ơn mọc cười tê. Chân hoa rơi. Chân hoa rơi. Chân hoa rơi. Bạp chi mà xeo. À, khi mà ăn cơm, nếu mà nghe điện thoại thì không được. Kiểu như vậy, không được nghe điện thoại đó. Bạp ơn mọc cơm. Cơ. Bạp ơn mọc cười tê. Nè, chôn hoa hà miên ăn đều. À, chôn hoa hà miên ăn đều. Chôn hoa hà miên ăn đều. Chôn hoa bạch tư miên ăn đều. Các bạn biết cấu trúc này không? Có. Như thế nào? Chôn hoa rứ bạch tư miên ăn đều. Ăn đều. Chôn hoa bạch tư miên ăn đều. À, nói là tôi đang ăn cơm. Mới khi tôi đang ăn cơm thì gì? Thì có điện thoại. Bạp cứ mọc cứ tè. Chôn hoa rư. Bắt sợi. Ngã sĩ ta sĩ hế bố sĩ. Bạp cứ mọc cứ tè. Chôn hoa rư. Nghe là mọc cứ tè không à? Mọc cứ. Mọc cứ tè. Mọc cứ tè. Mọc cứ tè. 밥을 먹을 때 네. 전화를 왔어요. 네, 잘했어요. Các bạn biết chữ này không? 밥을 먹을 때 전화를 전화가 nha các bạn. 전화가 왔어요. 전화가 왔어요. Khi mà tôi đang làm việc á thì điện thoại của Yuna điện thoại đến. 일을 할 때 유나 씨가 할 때
Điện thoại của Yuna thì gọi đến, có nghĩa là có điện thoại của Yuna đến. Yuna 씨의 전화를 왔어요. Yuna 씨의 전화가 왔어요. Yuna 씨의 전화가 왔어요. Khi mà tôi đang lái xe thì điện thoại đến, có điện thoại đến. 운전할 때 전화가 왔어요. 네, 운전할 때. 운전할 때. 운전할 때. 아, 운전할 때 전화가 왔어요. Có gì nữa các bạn? Khi đang làm gì nữa? Khi đang học bài. Khi đang học bài thì làm gì? Cùng. Thì cô giáo đến. À, 공부. 공부할 때 선생님 공부하는 들어 들어 선생님이 선생님 들어와요. 선생님이 왔어요. 오셨어요. 오셨어요. 오다 đến nha. Nhưng mà sử dụng 오시다. 오셨어요. 혹 các bạn. 네. Các bạn nào không hiểu không? Sang cấu trúc ha, a ơ chu tà có nghĩa là gì các bạn? Cái gì đó chu xe yo. Mình nhờ người ta làm gì đó ha. Chuẩn hoa chu xe yo. 네, 전화 주세요. Khi mà có thời gian rảnh thì hãy điện thoại cho tôi. 시간이 있을 때 전화를 해주세요. 전화해다. 전화하다 luôn. 해주세요. 전화해주세요. 전화해주세요. 시간이 있을 때 전화해주세요. Xin hãy đóng cái cửa giùm tôi. Muốn tắt ta chút xíu. Muốn thì muốn gì? Muốn đóng cái gì? Đóng cửa. Muốn tắt ta chút xíu. Để muốn tắt ta chút xíu. Tắt ta chút ta. Tắt ta chút xíu. Xin hãy mở cửa giúp tôi. 문을 열어주세요. 네. 열어주세요. Các bạn khác có cần chị ghi lại không? 네. 열어주세요. Rồi gì nữa các bạn? Gì nữa? Xin hãy mời tôi. Xin hãy mời tôi đến cái sinh nhật của bạn. 생일 파티 생일 파티에 ngắn ngắn gọn thôi. 생일 파티에 조대 주세요. 다 주세요. 조대에 조대 해주세요. 조대 하다 thì 조대 해주세요. 조대 해주세요. 생일 파티에 초대해 주세요. Các bạn nói đi, đừng có nói từ từ nữa. Ví dụ như trong lúc mà chị viết á thì các bạn tập nói nhanh đi. 생일 파티에 초대해 주세요. 생일 파티에 초대해 주세요. 네, 시간이 있을 때 전화해 주세요. 시간이 있을 때 전화해 주세요. 네, 나시 문 닫아 주세요. 네. 잠깐만 문을 닫아주세요. 네, 잠깐만. 자, 목줄. Nói như thế nào? 잠깐만 좀 기다리세요. 잠깐만 thì không dùng jom nữa. 네, 잠깐만 기다려주세요. 잠깐만 기다리세요 cũng được ha. Thủy Si. 네. 문 열어주세요. 네.
chào các bạn chutariseo kitariseo kitariseo à, các bạn nói chuyện với bạn nghe đi, các bạn kêu bạn nghe đi. Nasi si kami usunte chonwa he chuseo. Ne, alkesumida. Các bạn khác hỏi đi, bạn này gì nè? Bạn nghe Nara là ai vậy? Bạn nghe nhỏ hả? Ne. Ừ. Rồi ai nữa? Bạn chị thấy nãy có bạn nào nữa nè? Còn ai nữa không? Cha. Bạn Cường nè. Cường. À, nay chỉ có nhiêu thôi hả? Quỳnh không có học hả? Nè. À, xin hãy giúp tôi cái này. 이걸 이걸로 도와주세요. 이거 좀 좀 뭐냐 다시 đấy. Giúp giùm tôi, giúp giùm tôi. 이거 좀 도와주세요. 아, 좀 도와주세요. 이거 좀 도와주세요. 고민을 읽고 em cho nhiều. Oh my god. 좀 도와주세요. 이거 이거 좀 gì? Tô. Nhanh lên, nói nhanh lên. Tôm tô. Chuseo. Nhanh lên, tập nói lên. Iko chôm tô wa chuseo. Thục tà, thục tà. Động từ là động từ thục tà. Thục tà là gì Thúy Si? Giúp ạ. Giúp đỡ. Ừ, giúp đỡ nha. Nè. À. Hãy làm ơn chụp hình giùm tôi nha. Ví dụ như mình đi có hai người, muốn hai đứa chụp. Ờ, nhờ người thứ ba anh làm ơn chụp hình giúp tôi với. 사진을 찍어 주세요. 아, 사진은 찍어 드리세요. 찍겠어요? 찍어 주세요. 찍어 드리세요. 찍겠어요? 찍어 주세요. 아, ví dụ như người này thân nghe, người này mình biết chứ không phải người lạ nha. 사진은 찍어 주세요. Nên người lạ thì dùng gì ạ cô? À, 사진은 사진은 좀 찍어 사진은 좀 찍어 주세요. 줄 수 있어요. 미안해요. Mình với ví dụ người lạ thì mình không biết. À, 죄송합니다. 죄송합니다. Hoặc là gì các bạn? 죄송합니다. 아, 미안합니다. 사진은 좀 찍어 주세요. 줄 수 있어요. 찍어 줄 수 있어요. Nhưng mà mình nói 아, 죄송합니다. 사진은 좀 찍어 줄 수 있어요. 사진 아, 한 장 찍어 줄 수 있어요. Mình nói vậy là người ta nói giọng năn nỉ là người ta nghe, người ta hiểu. Hoặc là 사진은 좀 찍어 주실래요? Cái này thì nó hơi hơi ấy chút. 좀 찍어 주실래요? Cái này là mình đề nghị người ta mà mình đề nghị. Đừng phải sử dụng cái này ha, cái này thật ra không không tốt lắm đâu. 주실래요? Sử dụng được thôi nhưng mà cũng không hay lắm. Mình 좀 찍어 줄 수 있어요? 좀 hoặc là cho chiếc cơ chú nói cái này cũng được, nói này cũng được. Rồi kế tiếp cái gì nữa các bạn? Chú xe vô rồi, ngoài ra còn gì nữa? Tư riêng cái đó. À, cho hãy mua đồ ăn giúp tôi. À, hãy mua đồ ăn giúp tôi nói làm sao? À, ừm식 cơn xà, ừm식 cơn xà 주세요. À, ừm식을 사 주세요. 좀 사 주세요. 좀 사 주세요. À, quan trọng là có chữ 좀 nè các bạn, 좀 này rất quan trọng nha. Một chút thôi nhưng mà mình cái câu của mình nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều, kiểu như năn nỉ hơn rất là nhiều. À, nè nè. Cái chữ 좀 nó rất quan trọng luôn á. Rồi, kế tiếp ha, mình sẽ nói về cái gì?
cuộc hẹn. Yakshu. Cuộc hẹn nói là hôm nay tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng. Quan trọng là gì? Quan trọng. Chung yohada. Hay à. 오늘은 진짜 quan trọng. Chung yo. Chung yohada. Hata. À, một hôm nay tôi có à mình nói là hôm nay tôi có một cuộc hẹn này rất quan trọng ha, hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Honor. Nói đi các bạn. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Honor 약속이 있어요. Cái cuộc hẹn này rất quan trọng. 중요한 약속이에요. 아니, cái cuộc hẹn này rất quan trọng. 이 약속은 이 약속. 약속은 정도 아주 너무 아주 중요해요. 중요해요. 아주 중요해요. Các bạn hiểu không? 오늘 약속이 있어요. 이 약속은 아주 중요해요. Không lẽ giờ mình nói người ta vậy? À, nói ngắn gọn lại. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng. Hôm nay tôi có một cuộc... Nè các bạn ha. Đầu tiên là hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Mà cuộc hẹn này như thế nào? Nè, hôm nay là riêng ở đây ha. Hôm nay. Rồi, hôm nay. Tôi có một cái cuộc hẹn, nó là một cụm từ, tôi có một cuộc hẹn. Mà cuộc hẹn này nó như thế nào? Nó rất quan trọng, nó bổ sung, bổ nghĩa cho cái cuộc hẹn này nè. Cuộc hẹn này như thế nào? Rất quan trọng. Thì ở phía trước nó sẽ như thế nào? Để từ rất quan trọng vô. 오늘 중요한 약속이 있어요. 네, 잘했어요. 중요한 약속이 있어요. Các bạn hiểu ý mình không? Nè. Ừ, có bạn nào không hiểu, không hiểu chỉ lại. Có cuộc hẹn quan trọng. Ừ. Có nghĩa là ý chị phân tích là như thế nào? Hai cái câu này thì hôm nay có một cuộc hẹn mà khi mà có nói về cái tính chất của cái cuộc hẹn này nó như thế nào thì bổ nghĩa cho cái cuộc hẹn này thì ở phía trước nó mình sẽ đưa tính từ vô một cái cuộc hẹn rất quan trọng hả? Một cuộc hẹn như thế nào đó. À, ví dụ chị có chữ cúp ha ta. Cúp ha ta nên mùa éo. Cúp ha ta. Cúp ha ta. À, rất dễ giống tiếng Việt. Rất gấp ha. Gấp. Cúp ha ta. À, gấp. Vậy thì hôm nay tôi có việc gấp. Mình sẽ nói nhìn hôm nay tôi có việc gấp có nghĩa là hôm nay tôi có công việc và công việc này nó như thế nào rất là gấp, nó thành hai câu như vậy. Chẳng lẽ mình không biết là owner cái gì đó, mình nói như vậy thì khi mà mình giống như chị nói là mình dùng định ngữ của nó thì như thế nào? Hôm nay owner tôi có một việc mà việc này như thế nào, việc này việc gấp. Owner gì cúp ha ta gì cúp han đi đi cúp han đi han đi đi cúp han đi đi if sao sao cúp han đi đi sao hôm nay cúp han đi đi sao đi hè kayo đi đi hè đi hè kayo. Cái này mình có hiểu là câu này có nghĩa là y he he yo y he ha ta ha. Giải thích lại một cái cho hiểu rõ nè. Y he ha ta thì dùng là y he he yo đúng không, nhưng mà y he ka yo thì người Hàn Quốc người ta rất là hay sử dụng. Cái y he là cái hiểu nè, hiểu nhưng mà nó đi không, nó đi vô não bạn không. Y he ka yo à, bạn hiểu không? Cái câu này sử dụng nhiều hơn thì mình nên sử dụng cái câu này chứ không phải là à mình dễ dễ giải thích cho người ta, mình hỏi lên y he he yo thì cái này là tiếng Hàn của người Việt, người nước ngoài, còn người Hàn Quốc y he ka yo, y he ka yo, y he ka se yo ha. Nè 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 약속은 지켜야 해요.
무슨 뜻이에요? 약속은 지켜야 돼요. Giữ lời hứa, phải giữ lời hứa. Ừ, phải giữ lời hứa. Các bạn nghe ha, nghe rồi dịch ra nha. 약속은 지켜야 돼요. Các bạn lặp lại cái câu nói đó đi, rồi sau đó các bạn dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ hay hơn ha. 약속은 지켜야 돼요. 약속은 지켜야 돼요. À, phải giữ lời hứa. Thủy Si, hãy bố xe hả? Nè, 약속은 지켜야 해요. Giữ là gì? 지켜. 지키다. 아, 지키다. Giữ à, giữ cái lời hứa thì như thế nào? 약속은 약속은 지켜야 해요. 지켜야 돼요. Phải mà. 지켜야 돼요. 지켜. 지켜야 해요. 지켜야 해요. 약속은 지켜야 해요. 아. 약속. Bạn Trang không có đây đúng không? Trang xin은 약속이 안 지켜요. 약속은 안 지켜요. 장 씨는 약속을 안 지켜요. 장 씨는 약속이 약속기는 장 씨는 씨는 약속은 안 지켜야 해요. 약속은 안 지켜요. 뭐요? không có gia gì hết trơn, không lẽ giờ nói bạn Trang phải không giữ lời hứa hả? Không nói, lời hứa. À, Trang Si, Trang Si 여기 없어요. Trang Si 여기 없어요. Trang Si 약속은 안 지켜요. 안 지켜. 아, 안 지켜요. 선생님, 장 언니가 있어요. 여기 있어요. 알고 있어요. 농담이에요. 약속은 약속은 안 지켜요. 안 지켜요. 네, 약속은 안 지켜요. 약속은 잘 안 지켜요. Câu này người Hàn Quốc hay sử dụng. 약속은 잘 안 지켜요. Không giữ lời hứa luôn. Cái này không giữ lời hứa, 잘 안 지켜요. Thường xuyên không giữ lời hứa ha. Wow. 약속은 잘 안 지켜요. Tại vì ví dụ thôi, bạn Trang đâu hứa gì đâu, làm sao chị biết là bạn Trang giữ lời hứa hay không. Nhưng mà cái kiểu khi mà mình nói gì đó, 약속은 잘 안 지켜요. 그 사람은 약속을 잘 안 지켜요. Hiểu không? Các bạn nghe được không? Các bạn nghe hiểu được không? 그 사람은 약속은 잘 안 지켜요. 아, 그 사람은 약속은 잘 안 지켜요. 잘 một người nào đó không thường xuyên không giữ lời hứa. Cái người đó đó, 잘 các bạn nghe mình phát âm nha. 잘 안 지켜요. 잘 안 지켜요. 잘 안 지켜요. 네. 나시는 약속은 잘 안 지켜요. 나시는 약속은 잘 안 지켜요. 아, 퇴 씨는 약속은 잘 안 지켜요. 퇴 씨는 약속은 잘 안 지켜요. 아, 금 씨는 약속은 잘 지켜요. 금 씨는 약속을 안 잘 안 지켜요. 그래요? 네, 아니에요. 그럼 약속은 지켜요. 아, 잘 지켜요. 아, 금 á nó là người giữ lời hứa tốt lắm đó. 약속은 약속해. đúng lời hứa. 약속은 잘 지켜요. 잘 지켜요. 나쁜 사람. 아, 잘 지켜요. 좋은 사람. 좋은 사람. 금 씨는 좋은 사람이에요. 좋은. Các bạn nói theo chị đi để tập nói trong giờ tập nói mà. Chị nói cái gì các bạn cứ nói. 좋은 사람이에요. 네. 네. 좋은 사람. 금 씨는. 금 씨는 좋은 사람이에요. 아, 금 씨는 좋은 사람이에요. 좋은. 좋은.
좋은 사람 사람이에요. 사람이에요. 긍씨는 좋은 사람이에요. 긍씨는 좋은 사람이에요. 알아. khi nào có thời gian á thì hãy liên lạc cho tôi. 시간이 있을 때 연락해 주세요. 그 언제? 시간이 있을 때 연락해 주세요. 시간이 있으면 전화해 주세요. 시간이 있으면 전화해 주세요. 아, nếu mà có thời gian thì hãy gọi cho tôi nha. 네. 시간이 있을 때 전화해 주세요. 시간이 있을 때 전화해 주세요. 아, 시간이 있을 때 연락해 주세요. 시간이 있을 때 연락해 주세요. 우리는 헤어집니다. 우리는 헤어집니다. 우리는 헤어졌어요. 우리는 헤어졌어요. 어제 저녁에 우리는 헤어졌어요. 우리 저녁에 어제 저녁에 우리는 헤어졌어요. 바이바이 했어요. người Hàn Quốc người ta cũng sử dụng giống như tiếng Việt mình, bye bye, nói chơi nha, bye bye hết bye bye đó các bạn, nói tiếng Anh đó, bye bye hết rồi, bye bye hết rồi. 약속은 취소했어요. 약속은 취소했어요. 사장님이 약속은 취소했어요. 사장님이 약속은 취소했어요. 무슨 뜻이에요? 퇴시? 네. 약속은 취소했어요. 사장님이 약속은 취소했어요. 사장님이 약속은 취소했어요. 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 네, 무슨 뜻이에요? 무슨 뜻이에요? 네. 뭐라지야? 너무라. 아, 사장, ông chủ phải không ạ? À, giám đốc. Giám đốc thì 약속은 취소했어요. Cancel. Hủy cuộc hẹn. Đúng rồi. Để chị viết nha. Cancel. Cancel. Để chị tra từ điển. Cancel đó các bạn. Cancel. Ryan nha. Chị viết sai. Cancel. Nhiều khi nói được nhưng mà không biết được cancel. Cancel hết rồi. Cancel hết rồi. Bằng ghép gì các bạn? Shiso hata. Hai cái này cái nào cũng sử dụng nhiều hết. Cancel hata là tiếng Anh. Shiso hata là tiếng Hàn ha. Cancel hata. Shiso hata. Cancel, 약속은 cancel 했어요. 약속은 cancel 했어요. 아,nhưng mà kiểu như là mình không có cancel 했어요 là tôi đã hủy rồi. Còn ví dụ người kia, ai đó hủy rồi, ai đó liên hệ với mình, chị ơi bữa nay cái cuộc họp nó hủy rồi. Cancel 됐다. Cancel 됐어요. 취소 됐어요. 이해가요? 다. Được đó. Thật rồi. Một cái thôi nha. Cancel tuyệt rồi. Chi số thuê. Thuê tà. Thuê tà thì mình dùng cho quá khứ. Là gì? Tuyệt. Mạnh miệng lên. Thuê ớt rồi. Thuê rồi. Bằng với thuật sở. Thế đó là hôm qua. Hôm qua tôi đã gặp giám đốc Kim rồi. Ồ chê.
김 사장님은 크게 하세요. 어제 김 사장님을 만났어요. 김 사장님 대 김 사장님은 대 김 사장님을 만났어요. 만났어요. 아 마이라 모구이도 아 그분은 좋은 사람이에요. 아 그분은 좋은 사람이에요. 아 마이라 그 여러 후도 기분은 그분은 약속은 아 마이 네 아 마이 아 마이 là người là người là người như thế nào ông ấy nè ha chị ông ấy là người như thế nào giữ lời hứa tốt chị co giáo sư cứ chị co cứ buồn chị cứ buồn nữa nghe mua xe không giáo sư cưng chan giáo sư cưng chan chị co yo 그분은 약속은 잘 지킨 사람이에요. Ông ấy là người, ông ấy là người như thế nào? Là người giữ lời hứa tốt. Thì nguyên cái cụm giữ lời hứa là gì? 약속은 잘 지킨. Thì mình thành 약속은 잘 지킨 사람이에요. 이해가요? 네, 선생님. 네. 그리고 약속은 잘 지킨. Khi là tính từ à? À mình có thể gọi nó là gì? Ồ vậy là cái này là sẽ bổ nghĩa cho thằng cho người cho là saram phải không ạ? Đúng rồi. Chai chicken hoặc là chai chicken saramiyeo. Cũng được nha. Còn nếu mà là định ngữ là tính từ. Tính từ. Chai người tốt chai chicken saramiyeo. Yeah. Người giữ lời hứa, tổng từ là có đây là định từ tổng từ. Ừ. Cái này cô dùng chicken cô dùng là thịt quá khứ à? Không, chị thì chị nói chung là chị không không phân biệt được hai chỗ này đâu. Giặc xúc chị sử dụng ví dụ chai chicken cũng người ta cũng hiểu, chai chicken cũng được, người ta cũng hiểu. Ok, đâu lúc này cô dùng kim cô từ đâu cô dùng bún ni giáo sư cưng chan chicken salamiyeo. À, giáo sư cưng chan chicken salamiyeo. Chan chicken salamiyeo. Dùng ghi là chỉ thành thói quen thôi. Chan chicken salamiyeo. Ừ. Giữ lời hứa là nó là động từ hay tính từ vậy cô? Nói thật với em á là tiếng Hàn chị không phân biệt được động từ và tính từ luôn. Chị em nói là đến mức độ như vậy luôn á. Nếu mà là tính từ thì mới nên thôi. À, động từ mới nên chứ đúng không? Động từ là cái từ chicken này. Chicken thì nó saram tư pimin. Nó cái từ chicken nghĩa là âm nên là sẽ đặt ân ở dưới luôn. Ok, vậy như thế này nha. Mình sẽ bỏ như thế này đi theo tiếng Hàn đi chị. Chị tra ở trên cái trang người ta có một cái câu thôi. Giặc xúc cứ chai chikinen. Chai chikinen saramiyeo. Định ngữ của động từ thể hiện tại. Giặc xúc cứ chai chikinen saramiyeo. Vậy là hiện tại cái anh ông này là ông là người tốt nhưng mà quá khứ ông phải là người tốt phải không ạ? Trời chị thử tra từ này cái nha. Kimuni. Oraguo. Yak sukun chicken Indo. Chicken meo. Thật ra sử dụng cái nào chị thấy ở đây cái nào cũng có chứ. Chắc là tùy bánh cành của bạn, nếu mà dùng ở ngoài thì mình nghĩ ấy tùy bố tràng thì mình sử dụng hay là cái nào đấy.
Thì nếu mà mình dùng hiện tại thì mình dùng Ok, cái này tự nghiên cứu thêm đi, tự đọc thêm cái này đi. Để hôm nào chị học cái phần mà nó phân biệt tính từ với động từ trong tiếng Hàn á, thật sự là trong não chị cái đó là chị không phân biệt được, chị bị loạn cái đó luôn á. Đi nó quá khó đi. Có những cái chị theo chị suy nghĩ á, theo tiếng Việt á, thì nó là động từ, nhưng mà trong tiếng Hàn nó lại là tính từ. Ví dụ được không cô? Ví dụ được không ạ? Ví dụ hả? Để sao ta, để bữa nào đi chị học xong rồi chị tự tin chị nói chuyện với em. Em thấy Ok. từ dựa vào tiếng Anh đấy, nếu tiếng Anh nó là động từ thì nghĩ là tiếng Hàn nó là động từ. Ok, tiếp tục nha. Cái này tạm ở đây đi. Môi đỏ nó đây đi. Đấy, chấm hỏi luôn đi ha. Ok. Nga si. Nè. Chinguru man nal te. Odie man nayo? Odie so man nayo? 친구를 만날 때 커피숍에서 커피숍에서 만나요. 네, 커피숍. 커피숍에서 만나요. 네. nga nhỏ xì. 네. 친구를 만날 때 어디에서 만나요? 친구 만날 때 회사에서 만나요. 회사에서 만나요? 회사 앞에서 만나요? 공원에서 만나요? 회사에 만나요. 버스 정류장에서 만나요? 버스 정류장에서 만나요. 은행 앞에서 만나요? 은행 은행 앞에서 만나요. 앞에냐, 앞에, 나와 앞에서 만나요. 커피숍 앞에서 만나요. 커피숍 만나요. 식당 앞에서 만나요. 식당 식당 앞에서 앞에서 만나요. 주차장에서 만나요. 주차장에서 주차장에서 만나요. 주차장은 뭐예요? 뭐 해도 세. 네, 잘했어요. 주차장에서 만나요. 우리 내일 주차장에서 만나요. 네. 우리 내일 저녁 7시에 주차장에서 만나요. Ngày mai chúng ta gặp ăn trưa lúc 7 giờ, ăn tối lúc 7 giờ, Chucha장에서 만나요. 7시에 7 giờ,저녁 7시에 mấy giờ tối? 7 giờ tối gặp nhau ở bãi đỗ xe. 네, 잘했어. 다시 해보세요. 네. 내일 저녁 7시에 vào 7 giờ tối này. 네. 내일 저녁 인 저녁 7시에 일곱시에 주차장에서 만나요. 주차장에서 만나요. 네. 내일 저녁 7시에 롯데마트 주차장에서 만나요. 빨리 내일 저녁 네. 7시에 롯데에서 롯데마트에서 이 롯데마트 주차장에서 만나요. 주차장에서 만나요. 네, 다시 해보세요, 나 씨. Thủy네. Si, Nga nhỏ Si, Cường Si chuẩn bị. 네. 내일 저녁 7시에 롯데마트 주차장에서 만나요. 네, 잘했어요. Nga nhỏ Si. 네. 내일 저녁 7시에
Lotte mà thư chú cha cha ngày sau mà này ố. Lotte chứ không phải là Lotte nha. Lotte mà thư. Lotte mà thư chú cha cha ngày sau. À, các bạn nha, không phải là ma thư, mình đừng đọc là ma thư mà mình đọc kiểu như là mát mát mà nó chữ có chữ tờ vậy, mát mát nói tiếng Anh á. Lotte Matthews chú cha chàng hay so mà nó sợ chú cha chàng nha. Ok, chuyển sang cấu trúc là chỉ trong cái giờ học trong cái giờ học tiếng Hàn á thì mình chỉ nói tiếng Hàn Quốc thôi. Hàn Quốc suộc trong nè, trong cái giờ học tiếng Hàn, trong giờ học tiếng Hàn 한국어 시간 있을 때 아 한국어 수업 시간에 trong vào 에 trong giờ học 시간에 수업 시간에 giờ học 한국어 수업 시간에 시간에 한국말로만 하세요 한국말로만 하세요. 한국말로만 하세요. Nói tôi á là tôi chỉ thích dưa hấu với lại nho thôi. 주먹과 보도만 좋아해요. 저는 수박과 포도만 좋아해요. 좋아해요. 네. Không cần dưa nữa hả cô? Không, ý là không cần thêm đôi vốn à, là tôi thích à. Chua hèo cũng được. Ý hay phải ta xin hiệp bác sĩ nghe xin. Chú nên su bạc cô. Su bạc Phụ tô man chua hèo. Nè, chua hèo. Nghe xe, nghe bô xe, mô, thích cái gì đó, dài, hai ba thứ gì đó, nói nè. Chị, chú는, 재미있는 소설, 책을 좋아해요. 네, 재미있는? 재미있는 소설, 책. 소설, 책. 네, 소설, 책. 좋아해요. 네. 아, nghe nhỏ xe. 저는 구두 하고 바지만 좋아해요. 네, 구두 하고 바지만 좋아해요. 퇴씨, 금씨 준비. 네. 저는 사과가 바나나 좋아해요. 사과 예. 사과과. 사과. 사과과. 네, 따와 줘요. 사과와. 사과와 바나나 좋아해요. 네. 바나나를 좋아해요. 금씨. 있는 책과 듣는 음악만 좋아해요. 있는 것과 듣는 것만 좋아해요. 뭘요? 뭘? Nghe, đọc với thích đọc với lại thích nghe thôi, nhưng mà phải đọc nghe cái gì á? Đọc nghe nhạc nhé, em ghi là nghe nhạc một câu. Âm mát tính nên cực, nhưng mà âm nhạc thì đâu có đọc.
Nghe em có tự mình em có nói là đọc ích, với lại nghe. giờ em dùng hai động từ khác nhau là ít nên check qua tự nên âm mặt man cho ai hiểu. À, không phải là vậy là check in nên cất, check in nên cất qua ưng mắt tính nên cơn man cho hiểu. Cái việc thích cái gì? Thích cái việc đọc sách, cái việc làm gì? Cái việc làm gì? Cái việc đọc sách ha. Cái việc làm gì? Em nhớ rồi. Cái việc đọc sách, check cơn in nên cơn. Và cái gì? Cái việc nghe nhạc ưm mát tính nên cơn man chùa hẹo Rồi. để cho đẹp xoay vì ngày mai tôi đi, vì ngày mai trời mưa nên hãy mang theo dù. 비가 오니까 우산을 가져가세요. 우산을 가져가세요. Vì tôi đói bụng nên tôi muốn ăn cơm bây giờ. 내가 고프니까 지금 밥을 Tôi muốn ăn cơm. 먹고 싶어요. Phập một cô sợi. Nghe nhỏ si, vì tôi đói bụng nên bây giờ tôi phải ăn cơm. Dạ, coi cái cấu trúc phải đấy, nãy em tính hỏi nhưng mà em hơi ngại, tại em chưa có học. Không có gì phải ngại hết, không Nhưng có mà chắc gì phải hỏi là thôi. vô rồi cộng với Đã da đi cộng động lại thuốc từ đỏ thuốc bài 4 không ạ? nế Thì cấu trúc phải này là thuộc bài 4 ấy cô. chị không Nhưng nhớ bài nào đâu. Nào mà bài bài này 4 cô mình chưa dạy học á. rồi. Không, cái này cô dạy riêng chị ơi, cái này cô dạy riêng ngoài một lần rồi. Hè, đúng không? Dạ. Chị bỏ he đi để nhìn các bạn lộn ha. Thì lúc nào nếu mà ha tà thì nó cũng sẽ là he đó. Dạ. Ha tà. Phải cái gì đó ha, động từ phải. Phải học tiếng Hàn thôi. Nói như thế nào? Tiếng Hàn thôi hả cô? Phải Là học cô tiếng Hàn. Han cu cò Hàn rư Quốc. cùng bu he ya he yo. Hanh cu cơ rin cùng bu he ya hẹo Hiểu. nè, hanh cu cơ rin cùng bu he ya hẹo. Tiếp gì các bạn? Phải giờ phải ngủ Cha thôi. Bây giờ phải ngủ rồi. mưa cha ya hiểu. Chi cơm chăm cha ya hẹo. Bây giờ làm gì? Tôi phải ăn cơm thôi. Chỉ cần bà bưng co ya hiểu. Một Chi cơ cơm ya hiểu. phập một coi ya heo, phập một coi ya heo. Thật ra không phải là một coi ya heo đâu, một coi ya theo, một coi ya theo kiểu như vậy. Cái câu người Hàn Quốc người ta sử dụng nhiều thì mình sẽ quen thôi. Một coi ya theo ăn cơm mới được, giờ phải ăn cơm mới được. Một coi ya theo. Nói lại giờ mày phải học tiếng Hàn đi nghe. Hanh cu cơ rin cùng bu he heo, chuẩn bị thi rồi đó. Nói kiểu vậy. Vì tôi đói bụng nên bây giờ tôi phải ăn cơm. Nói làm sao? Nghe nhỏ. Dạ đợi em một chút vì tôi đói bụng. Cho nên bê ca cô bà chỉ cần bà bơ mọc coi ra hiểu. Chị cơm thế ca cô phụ ca pháp mô cơ ya heo chẳng si sao Nè. nè chẳng si giặc sốc cơn chai chỉ khiến xa ra chai ăn chỉ khiến xa ra. Giả sư cha chỉ kiến 사람이에요. 약속은 잘 지킨 사람이에요. 네. 아까 들었어요? 아, 네, 들었어요. 뭘 들었어요? 창시 약속은 찍었어요.
안안 다시 안 다시 티 해보세요. 다시 해보세요. 아 장시 약속 장시는 네 장시는 약속은 안 지켜요 안 지켜요 잘 안 지켜요 잘 안 지켜요 네 네, 우리 짱 아니에요. 다른 짱이에요. 네. 이해가요? 우리 짱. 이해해요. 아, 우리 짱 아니에요. 다른 짱이에요. 네. 가시. 이해해요. 가시. 네. 우리 짱 아니에요. 다른 짱이에요. 네네. 우리 짱은 약속은 잘 지켜요. 네. 네. 아, đừng có gì. Đừng có đi trễ nha. Đừng có đến trễ nha. Hôm nay mày đừng có đến trễ nha. 늦게 오지 마세요. 아, 오늘 늦게 오지 마세요. 이해가요? 네. 어, nói là đừng có ăn cái món cay nha. 매운 음식을 먹지 마세요. 매운 음식을 먹지 마세요. 잘했어요. 장씨 해보세요. 매운 음식을 먹지 마세요. 아, nói là đừng có uống nhiều nước thì nói như thế nào? 아 간단 간단하다. đơn giản thôi. Mùa rơ 네. 네. 짱 씨. 네. 간단하게 생각하세요. 간단하게. 쓰기 đơn giản thôi. 아, 간단하게. Một cách đơn giản thôi. 생각하세요. Đừng có suy nghĩ phức tạp quá đó thì sao? 복잡하게 마세요. 복잡하게 suy nghĩ, đừng có suy nghĩ. 생각하지 마세요. 아, 복잡하게 생각하지 마세요. 이해가요? 네. 네. 네, 복잡하게 생각하지 마세요. 네. Dạ, chữ kê đó là sao vậy cô? À, một cách cộng với tính từ ha. Một cách đơn giản thôi, một cách phức tạp, một cách gì đó. Biến tính từ thành tạm từ. Ok. À, rồi kế tiếp. À, bạn gì? Nga nhỏ xì. Đừng có chụp hình ở đây. Sa chín chị. Đừng có chụp hình ở đây. Sa chín chị. 여기에 hay 여기서 các bạn? 여기에서? 여기에 chị thì chị 여기에 찍지 마세요 찍지 마세요 사진 찍지 마세요. 야시. 네. 아니고
미안해요, 뒤 씨. đừng có bỏ rác. Đừng có bỏ rác. Bỏ rác. Bỏ rác là gì? Rác là gì? Rác là gì? Nga si. Chị bất kỳ gì ta? Ít chấp gì? Không quên rồi cô. Rác sư đề kỳ. À nè. Sư đề kỳ. Sư đề kỳ. Sư đề kỳ. Bỏ là gì? Bỏ. Bỏ rồi. Bỏ đi ta. Sư đề kỳ rừng. Bỏ chí ma xeo. 버리지 마세요. 쓰레기를 버리지 마세요. 쓰레기는 đi vậy thì có từ cái từ mà bỏ mũ xuống hay là đội mũ vào á, cái từ mà khi mà bước vào nhà rồi bỏ mũ ra thì mình sẽ là hoặc rồi là cởi ra không? À cởi ra. Ok. Cái gì? À ờ, tô thuê tạ. Ngồi đây được không? 여기에 앉아도 돼요? 여기에 앉아도 돼요? 여기에 앉아도 돼요? 여기에 앉아도 돼요? Các bạn nói đi, 빨리 하세요. 여기에 앉아도 돼요? 여기에 앉아도 돼요? 네. Thì các bạn cái gì cũng được, các bạn thử đặt câu hỏi gì đó. À, hỏi giờ đi về nhà được không? 집에 집에 가도 돼요? 지금 지금 집에 가도 돼요? 지금 집에 가도 돼요? 지금 집에 가도 돼요? 아, hỏi bây giờ làm được không? 지금 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 해도 돼요? 지금 해도 돼요? 아, bây giờ ăn cơm được không? 지금 밥도 지금 먹어도 돼요? 네. Bây giờ ngủ được không? 지금 잠을 자도 돼요? Bây giờ ngủ ở đây được không? 지금 여기에 잠을 자도 돼요? 아, 여기서, 여기에서. 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 잠은 자도 돼요? 잠은 자도 돼요? 잠을 자도 돼요? Chụp hình ở đây được không? 여기에서 사진을 찍어도 돼요? 아, 여기에서 사진을 찍어도 돼요? 오케이. Rồi, các bạn có muốn hỏi gì nữa không? các bạn có muốn hỏi gì nữa không? Không hỏi thì mình sẽ nghỉ. Các bạn về nhớ đọc cái bài ở trong sách nha. 그럼 여기까지입니다. 네, 선생님. 네.